Xin chào anh em, tôi Sam với Tu đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em là lý do tại sao tôi bỏ một đống tiền ra mua một chiếc điện thoại Vertu chỉ có chức năng nghe gọi cục gạch như thế này. Khi mà tôi mới mua chiếc điện thoại Vertu này thì thời điểm đó là tôi mua là giá là 65 triệu đồng. Khi mà tôi mới mua chiếc điện thoại Vertu này về thì vợ tôi rất là bất ngờ và thắc mắc tại sao anh bỏ ra một đống tiền mua chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi cục gạch như này, không có khả năng vào mạng, không có camera, không chụp ảnh đẹp. Tại sao? Không thể hiểu nổi lý do của tôi quyết định mua chiếc điện thoại Vertu này là gì. Và sau đó thì tôi mới giải thích với vợ với mọi người là chiếc điện thoại Vertu này tôi mua không phải là bởi vì mua cái chức năng nghe gọi, nó hoàn toàn không phải. Bởi vì tôi mua chiếc điện thoại Vertu này bởi vì đẳng cấp của nó mang lại cho tôi. Khi mà tôi sử dụng chiếc điện thoại Vertu này thì tất cả mọi người sẽ đều công nhận về cái đẳng cấp của tôi, về cái sự thành công thành đạt của tôi, về những cái thành tựu mà tôi đã đạt được. Và khi mà tôi có chiếc điện thoại Vertu này thì tôi rất là dễ dàng có thể lấy uy tín từ người khác. Và tôi không hề thua kém bất kỳ anh em bạn bè nào khi mà dùng chiếc điện thoại này cả. Kể cả những bạn bè tôi dùng chiếc điện thoại Vertu chính hãng thì tôi dùng chiếc điện thoại Vertu chính hãng đội vỏ này cũng không hề kém cạnh một tí nào cả. Tôi có thể cạnh tranh bình đẳng với cả mọi người. Và khi mà tôi sử dụng chiếc điện thoại Vertu này thì tôi có cảm nhận là bước chân vào thế giới thượng lưu, đẳng cấp bậc nhất ở trên thế giới. Mỗi khi mà nhìn vào chiếc điện thoại Vertu này thì tôi cảm nhận được cái sự tinh tế từ chiếc điện thoại Vertu được mang lại cho tôi, dành lại cho tôi. Và tôi thấy là cái sự tự tin cá nhân của mình nó tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. Tôi dễ dàng giao tiếp với người khác và dễ dàng lấy cảm tình người khác chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và từ những cái việc dễ dàng đó thì tôi kinh doanh dễ dàng hơn. Mà mọi người khi mà làm việc với tôi thì mọi người ít mặc cả hơn rất là nhiều. Bởi vì mình dùng những cái đồ hàng hiệu đẳng cấp như này thì ai lại đi mặc cả với cả mình nữa. Và lúc đó là cái công việc của tôi, cái doanh số và doanh thu của tôi nó tăng lên một vụt. Và khi mà tôi sử dụng chiếc điện thoại Vertu này thì những cái đối tác của tôi khi mà nhìn thấy mình đẳng cấp như này thì người ta cũng tin tưởng và người ta sẽ tăng cái hợp đồng gấp đôi lên cho mình. Và tôi thấy cái cuộc sống của mình hoàn toàn khác biệt. Ngay cả việc đi đâu, đi chơi cùng bạn bè tôi thì tôi sẽ luôn được ngưỡng mộ khi mà sở hữu cầm ở trên tay chiếc điện thoại đẳng cấp như này. Mỗi khi mà xin số điện thoại của những cái người mới quen biết thì tôi rút chiếc điện thoại Vertu này ra và bấm số của mình thì tất cả mọi người đều ánh lên trong ánh mắt của họ là cái sự ngưỡng mộ đối với tôi. Thì sở dĩ là tại sao mình bỏ ra một đống tiền mua cái chiếc điện thoại Vertu mà không có chức năng vào mạng, không nghe gọi, mà không có camera, không quay phim chụp ảnh cục gạch như này. Bởi vì là nó không chỉ nằm ở cái chức năng nghe gọi đâu, mà nó nằm ở cái đẳng cấp ở bên trong. Vì thế nên là nếu mà anh em mà muốn có được cái đẳng cấp thì các anh em có thể sử dụng chiếc điện thoại Vertu này, sẽ mang cái đẳng cấp đến cho các anh em một cách cực kỳ nhanh chóng. Nếu anh em mà thấy cái video này mang lại thông tin hữu ích cho anh em và thấy hay thì hãy like, comment này, hãy đăng ký kênh của tôi để những cái video tiếp theo của tôi còn hiển thị lên trên màn hình của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.